Hôm nay 7 tháng 4, ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Trong suốt 23 năm kể từ ngày toàn dân hiến máu tình nguyện được phát động, phong trào hiến máu đã lan tỏa sâu rộng, tạo nên sự bền vững cho phong trào hiến máu tình nguyện ở tỉnh Bình Dương. Hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7 tháng 4 năm nay, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học trong tỉnh đã đăng ký tham gia hiến máu với số lượng lớn. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 18 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được hơn 6.000 đơn vị máu. Đây là sự đóng góp không chỉ của 228 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, hiến máu dự bị, câu lạc bộ nhóm máu hiếm, câu lạc bộ gia đình hiến máu, mà còn có sự góp sức của các tầng lớp nhân dân trên toàn tỉnh cùng tham gia. Hiến máu tình nguyện đang ngày một lan tỏa nghĩa cử nhân ái, xây nên nét đẹp trong cuộc sống cộng đồng. Em tham gia hiến máu lần thứ ba rồi chị. Nói chung là em cảm thấy mình được cống hiến giúp đỡ cho những người bệnh nhân hay là những người gặp tai nạn. Em cảm thấy là em giúp được một phần nào đó cho họ. Mình cảm thấy hạnh phúc bởi vì khi mình hiến máu thì mình thấy những cái giọt máu của mình đó có thể cứu chữa được một số cái bệnh nhân mà cần máu. Mình cũng muốn các cái đồng nghiệp của mình và các em học sinh cũng thực hiện như mình để thực hiện cái nghĩa cử đó, thì mình cũng phát động trong toàn trường. Trong suốt thời gian qua, mỗi người tình nguyện hiến một phần máu quý giá của mình đã chung sức cùng ngành y tế đem lại sự sống cho nhiều người bệnh. Đối với người hiến máu nhiều lần, hành động ấy còn cao cả hơn khi góp phần duy trì tỷ lệ hiến máu nhắc lại, đảm bảo nguồn máu an toàn cho ngành y tế trong cấp cứu và điều trị bệnh. Hiện nay trong số những thành viên tham gia hiến máu tình nguyện, tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt trên 55%. Nguồn máu từ những người hiến máu nhắc lại là nguồn máu an toàn và là con số khả quan trong việc duy trì và nhân rộng phong trào hiến máu tình nguyện ở Bình Dương. Khi mà em cho đi những cái giọt máu này á, em cứu sống được mạng người á, thì em rất là hạnh phúc, rất là vui. Hơn 4.800 thành viên các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện ở Bình Dương cùng toàn dân tích cực tham gia đã lan tỏa ánh sáng nhân ái trong cộng đồng, gieo thêm vô vàn hạt giống nghĩa tình vào cuộc sống. Ở mọi lúc mọi nơi, khi một giọt máu cho đi, một cuộc đời sẽ ở lại, thì cuộc sống đời thường đã khắc ghi thêm một câu chuyện đẹp. Từ phong trào hiến máu tình nguyện, bình quân hàng năm thì cả nước tăng từ 7 đến 10% lượng máu tiếp nhận đạt chất lượng. Kết quả này đã góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh.